tử nữ hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, vợ chồng con cùng sinh tháng 6 năm 1991. Thời gian trước con có đi xem thì người ta bảo vợ chồng con thuộc cung ly. Thuộc cung ly biệt. Vì chồng con thuộc cung ly mà con thuộc cung càn. Lấy nhau. Một là vợ chồng bỏ nhau, hai là tuyệt mệnh. Hiện tại chúng con mới cưới được gần 3 năm. Hiện tại chúng con mới cưới gần được gần 3 năm và đã có cháu trai 2 tuổi. Từ lúc đi xem về con rất hoang mang, lo lắng vì chúng con không ai muốn đứt gánh giữa đường. Con mong thầy hoan hỷ chỉ bảo giúp con phải làm gì để hóa giải cung ly biệt đó để vợ chồng con được hạnh phúc bình an. Con xin thầy giúp vợ chồng con cảm ơn thầy. Chồng sinh năm 91. 91, vợ cũng 91, đúng 91 thì phong thủy thì 100 trừ 91 thì còn 9. À, nhân với 9, 9 đúng rồi, cung ly. Vợ thì trừ 4, 80 cộng 5 trừ 4, trừ 4 còn 80 87, 99 81 82 83 84 85 86 87. Càn thuộc kim, đúng rồi. Kim gì về hỏa, thì về phong thủy họ sẽ bảo thì đấy là khắc. Nhưng mà không sao, người theo Phật chúng ta thì không nên nặng nề về cái vấn đề xung khắc theo mệnh đó. Mà chúng điều quan trọng người theo Phật chúng ta gì? Chúng ta tu tạo được phúc đức gì? Chúng ta tu tạo được phúc đức gì để đối chọi lại với gì? Với cái ác nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp về trước cho đến nay. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu chúng ta gieo được nhiều nhân lành thì chắc chắn chúng ta sẽ có gì? Sẽ có nhiều quả thiện ở ngay cuộc đời này và kiếp tương lai. Thì chúng ta không sợ gì là gặp cung ly, tức là cung ly biệt đó. Mà thầy nghĩ rằng là gì? Hai vợ chồng nếu mà lo lắng thì từ bây giờ trở đi đừng có đi xem làm gì nữa. Các cụ ngày xưa đi nói là gì? Đi bói ra ma, quét nhà ra rác. Chả có ai đi bói mà xem bói mà không ra ma cả. Chẳng có một ai quét nhà mà gì mà không ra rác cả. Cho dù quét đi quét lại 5, 3, 7 lần gì, thậm chí nhiều hơn nữa thì những lần sau vẫn cứ thấy rác, vẫn cứ thấy bụi nó bay mù mịt lên gì. Nó đỡ đi thôi chứ vẫn có, nó vẫn bay mù mịt lên. Đó. Tất cả những người đi đến cửa phủ, cửa điện của ông thầy Đồng, ông thầy phù thủy vân vân đó để xem đó, thì không có một ai là gì? Là họ phán là không có cái gì cả, sạch sẽ cả. Mà đều gì? Hoặc là ma, hoặc là quỷ, hoặc là vận hạn này khác. Và họ bảo là chuẩn bị làm cho cái lễ, hỏi lễ bao nhiêu? Ít thì cũng 5, 7 triệu, chục triệu, nhiều thì vài chục triệu. Mà nặng có thi thì xem mặt đặt tên nó bảo cho một vài trăm triệu nữa cơ. Đốt vàng mã vô số, sát sinh hại vật không thương tiếc. Như trong kinh Địa Tạng nói, làm như thế không chỉ có lợi mà gì, còn có hại vào thân nữa. Có hại cho chính bản thân mình và gia đình của mình nữa, vì làm tổn phúc mà. Đốt vàng mã tức là gian dối. Và sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần đó, chủ mệnh quỷ vương nói làm như thế thì không có lợi ích gì cả. Ngược lại còn chúc họa vào thân. Đó, chủ mệnh quỷ vương cai quản cái việc gì, sinh tử của thế gian. Nói như vậy ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, các vị đọc tụng sẽ thấy cái điều đó. Cho nên ở đây á, thì thầy khuyên đôi vợ chồng này bây giờ đừng có nặng nề về cái chuyện cung ly là ly biệt vân vân này khác nữa. Mà bây giờ quan trọng nhất là hai vợ chồng nên thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọc tụng hàng ngày. Thỉnh cái băng giảng có kinh Địa Tạng về, hoặc lên mạng hoặc copy về cho vào cái thẻ nhớ trên điện thoại mà nghe hàng ngày. Và khi mà nghe một vài lần mà hiểu được rồi, thầy nghĩ rằng vợ chồng sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Và vợ chồng sẽ tin chắc 100% là gì? Hạnh phúc là do chính con người chúng ta gì? Tạo ra. Chính do vợ chồng mình gì? Gây tạo nên. Sự chia tay hay sự gì? Hay sự gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long cũng chính do gì? Vợ chồng mình là gì? Gây dựng và tạo nên. Đó. Muốn có trường thọ thì gì? Phát tâm phóng sinh tu phúc. Muốn cái giàu sang phú quý thì nên bố thí cúng dường. Muốn có trí tuệ thì nên gì? Ấn tống kinh sách. Muốn có sắc đẹp thì nên gì? Cúng hàng hoa hương. Vân vân. Đó chính là ở trong nhà Phật, Đức Phật phương tiện rất nhiều, đưa ra rất nhiều cửa phương tiện để cho chúng sinh ở thời mạt pháp quay năm Thiền Bộ Châu chúng ta nương vào đó để
bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện làm cái phương tiện để cứu độ chúng sinh ở cái thời gì? Mạt pháp chúng sinh căng cường khó độ này. Thế cho nên trường hợp này thì thầy khuyên là thôi, đừng có đi truy tìm cái vấn đề là cung ly hay là cung biệt gì nữa, vân vân. Mà bây giờ thì chúng ta hãy nghĩ về gì? Nghĩ về một cung phúc đức, hay là một cung nào đó thì nó tốt đẹp hơn đi. Khi mà chúng ta tụng kinh thì đang chuyển từ cung ly thành gì? Thành cung trường thọ, thành cung phúc đức đi. À, vợ chồng có thể sống được nhau đi với nhau gì? Đầu bạc răng long, yêu nhau gì cho đến gì? Đến giây phút cuối cùng của cái tuổi đầu bạc răng long xế chiều 80, 90, 100 đi. Mình phải nghĩ cái chiều hướng tốt như vậy để mình còn làm cái chỗ dựa tinh thần cho con cá. Chứ bây giờ con mới được 2 tuổi mà suốt ngày bố mẹ nghĩ rằng khắc mệnh, nghĩ rằng là cưới nhau 2-3 năm thì hoặc có người chết hoặc là đưa nhau ra tòa. Cái tâm địa chúng ta đã nghĩ cái chuyện đó ngay từ bây giờ thì cái việc đó rất khó để mà thoát ra được. Cho nên điều quan trọng nhất trong nhà Phật nói gì? Phật pháp do tâm tạo, vạn pháp ở thế gian gì cũng do tâm tạo. Thì cái tâm của chúng ta phải nghĩ đến cái gì nó tốt đẹp hơn để phấn đấu, để vợ chồng cùng nhau để phấn đấu, để khắc phục những khó khăn đấy. Chứ đừng cứ suốt ngày đi xem bói rồi xem toán rồi về mà ngồi mà lo. Và từ cái chỗ lo đó có khi gì? Vợ chồng lại hục hạc nhau, cơm không lành, canh không ngọt, làm khổ cho nhau, thậm chí là khổ cho gì? Cho con cái của mình nữa. Như vậy là không tốt. Như vậy không phải là người học Phật chân chính đâu. Đó, cái trường hợp này thầy khuyên như vậy. Nên cố gắng thực hiện thỉnh kinh Phật và băng giảng kinh Địa Tạng về mà nghe, cóp về mà nghe. Nghe được khoảng độ vài lần thì tự nhiên vợ chồng sẽ vỡ ra thôi. Và mình sẽ hiểu rằng mình sẽ là chủ nhân ông của cái nghiệp chính bản thân mình gây tạo ra. Cho nên sống hạnh phúc hay là bỏ nhau, đứt gánh giữa đường hay là gì, hay là được chung sống với nhau hạnh phúc đầu bạc răng long, do chính vợ chồng của các quý vị đó, chứ không phải do một đấng thần linh nào ban phúc giáng họa cho các quý vị đâu. Hãy nhớ điều đó. Phải làm một cái gì đó có ích cho gì, cho bản thân, gia đình và xã hội, và cho chính đứa con trai 2 tuổi của gì, của các quý vị. Ngay trong giây phút hiện tại này, cuộc sống này và gì, và lâu dài mãi mãi về sau. Xin được. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.